Mình mới khóc nhớ chồng. Lúc đó là cô đã biết là chú bị tai nạn rồi. Rồi đi ra ở với bên ông già chồng tôi á, ở ngoài Bà Rịa. Dạ. Tôi năn nỉ thôi em ơi, em ở mình đi để anh đi. Anh đi anh không ở chung em nữa. 5 năm sau anh trở về ở với em. Nó không chịu, nó khóc quá trời. Nó nói thôi em, ban ngày anh đi đâu đi, tối về ngủ với em. Tôi nói không được, ngủ với em là anh chết đó nha. Đâu có nghĩ tới vụ cưa giò. Nó nghĩ hoài không chịu, tức mình quá. Bữa nó chiều để đi bắn tôi, về tôi xé cái mùng làm đôi. Là chia đôi rồi. Xé cái mùng biết làm rồi. Đôi. Cái này bán tối về thấy cái mùng xé làm đôi, đâu có mùng đâu ngủ. Ôi lên chửi tôi quá trời quá đất. Chửi tưng bừng á. Tôi nói thôi tôi với em bây giờ hết rồi, không ở nhau nữa. Hai đứa mình chia tay đi. Tôi không thể ở em được hết á. Sớm người ta cười chửi cũng anh em mà. Nói vậy chứ đâu có dám nói là 5 năm về ở lại. Chỉ tôi với nó biết thôi. Bác sĩ kêu cử 3 năm, tôi đi tới 5 năm. Mấy bữa sau bà mà bé vợ tôi bà gặp, bà mắng tôi quá trời đó. Mày hỏi cưới tao gả con nha mày liền, tại sao bây giờ mày tự nhiên mày bị thương về nó cũng vẫn ở, nó đi bán nó nuôi mày, tại tao mày đi bỏ nó. Tôi nói ơi, tại vì hoàn cảnh con phải bỏ vậy đó. Bây giờ con xin lỗi má trước, mai mốt con về con sẽ giải thích cho má biết, chứ giờ con không thể nói được. Nhưng mà chú ra Vũng Tàu đó, rồi chú ra mấy năm? Tôi ra ngoài ở 5 năm. Đúng 5 năm luôn? Đúng 5 năm. Có liên lạc gì với cô không? Có. Ra ngoài cái bà gì tôi, bà hỏi sao mày ra đây ở. Tôi nói tôi thôi vợ. Trời ơi, vợ mày vậy mà mày bỏ hả mày? Cô vậy 5 năm đó cô sống thế nào hả cô? Không có ổng thì bằng đêm chỉ nhớ chồng thôi. Là khóc thôi? Khóc thôi chứ không dám tâm sự với ai hết. Đâu có bạn đâu tâm sự. Ba tôi nói bây giờ mày ở không làm chi, để tôi xin chỗ làm cho mày làm. Lúc đó tôi chống gậy đi, xin cho tôi đi góp tiền chỗ ở chợ Long Điền với Bà Rịa. Cái tôi góp một tháng được 2,2 mới lãnh lương về tháng đầu. Bà gì tôi mới mày mua sữa mày gửi về cho con mày uống đi, để vợ mẹ trỏng nó đâu có tiền đâu đó. Cái tôi mua 2 hộp sữa 2,000 tôi đem về luôn. Vợ tôi nó mừng quá, tôi làm mỗi mỗi tháng tôi lãnh lương 2,2 tôi đem về cho nó 2,000 trời ơi. Cô có nghĩ tại sao chú đi không, có đặt câu hỏi vấn dạ đề có hay? Chứ hai vợ chồng tối nói trơn à. Năn nỉ nó nói thì bây giờ anh tối anh đi ban ngày anh đi đâu tối về ngủ nghỉ đơn giản rồi mình đừng ngủ chung là được rồi. Tôi nói đâu không đụng đâu được. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện tình trăm năm, đó là câu chuyện của chú Huỳnh Như Tế 77 tuổi và cô Nguyễn Thị Úc 70 tuổi. Tổng cộng hai số tuổi cộng lại là 147 tuổi rồi, và cô chú đã kết hôn 54 năm. Cô Linh và Ngọc Lan xin chào cô chú ạ. Dạ. Xin chào hai MC Quỳnh Linh và Ngọc Lan. Xin chào hai anh chị giúp đỡ cho tôi, đưa tụi tôi lên tới cái chỗ mà vui vẻ. Đâu có giúp đỡ gì chú. Tụi con mời cô chú ở đây để chia sẻ những cái kinh nghiệm làm sao để có một cái tình yêu đẹp, vượt qua bao nhiêu sóng gió vẫn yêu nhau những tuổi này. Chỗ cũng như là đưa tới chỗ này được sống vui vẻ thoải mái. Dạ. Sung sướng rất sung sướng. Dạ. Giờ tôi muốn mình nói chuyện tình mình đi. Để nói chuyện. Tụi mình nói chuyện tình mình đi. Hôm nay cô chú sẽ kể chuyện tình yêu cho tụi con nghe. Dạ. Ngày xưa xưa đó rồi, mấy chục năm rồi. Cô chú gặp nhau thế nào? Hồi năm 12 tuổi á. Dạ. Tôi thường đi chơi ngoài đường với mấy đứa trẻ em á. Có nhỏ con gái á. Cái giò nó teo một giò nó đi nhắc nhắc. Đi chơi chung đám thì đứa nào cũng biểu đuổi nó ra hết trơn á. Là tôi 12 tuổi nhưng mà tôi rất thích, rất thương những người mà bị sủi giò vậy. Đến thôi vậy để nó theo tao, nó đi theo tao chơi. Buổi chiều nó dẫn em gái nó lại. Em gái nó có 5 tuổi rồi, tôi 12 tuổi. Em của em đây nè, bây giờ nó về quê, em đưa nó về quê đi học. Để nghỉ hè nó lên, hai đứa em đi theo bên bãi chơi. Rồi tôi nói, thôi được rồi, em đưa nó về đi. Nghỉ hè nhớ đưa rước nó lên nha. Tới nghỉ hè tôi chạy lên, nó gặp tôi, tôi nói, mày rước dẫn em gái lên chưa? Nó nói, chưa, em vẫn chưa lên được. Rồi cái hè này tôi chờ tới hè khác. Mà cái lòng của mình nhớ nó không phải là nhớ thương yêu gì. Mình nít mà, đâu có biết yêu. Nhớ chờ dẫn em gái lên á. Chờ em gái lên nè. Cái tính tò mò nó, không biết em gái nó bà lớn rồi. Rồi bao nhiêu cái hè thì bé đó mới dẫn em bé lên. Đúng 12 năm không gặp. Tôi ở một xóm á, thì lúc đó vợ tôi lớn lên rồi. Gặp mặt mỗi ngày gặp mặt mà không biết. Bữa tôi lại tôi thấy má vợ tôi đứng trước cửa, tôi lại tôi hỏi gì. Dì biết em bé Út Tám không? Bà nói tao đâu còn lại nó nữa. Nó cháu tao mà.
vậy em gái của nó là đứa nào gì chỉ thôi coi. Bà ấy nói là Út làm gì có em gái. Tôi nói có, hồi đó nó có dẫn đứa em gái lại gặp con. Nhưng mà tới bây giờ còn 12 năm qua, mỗi hè nào con cũng chờ nó lên hết mà nó không lên. Bà nói à, hồi đó nó chỉ có một đứa em gái thôi à, là nhỏ này nè. Mày của Út á. À, đây nè, nó đứng trước mặt tao nè, nói là con gái của tao đó. À, à, lúc đó vợ tôi đứng trước mặt mà tôi không biết. Tôi có cảm giác luôn sao? Trời ơi, ơi, tôi mừng quá trời quá đất. Mừng không thể tưởng tượng được. Lúc đó cô Út đẹp ha? Ờ, cô Út cũng xấu, cô Út cũng xấu. Xấu hơn con nhỏ bạn của cô. Nhỏ kia thì trắng trẻo lắm. Còn vợ tôi lúc đó miếng da miếng ít, ngâm ngâm. Dạ. Mặt tròn, con nhỏ kia thì mặt giờ trắng mà mặt thấy son, đẹp đẽ hơn. Lúc đó cô có bất ngờ gì không? Hay có cảm nhận gì về vợ dạ chú không? Dạ không, bình thường. Rồi tôi mới nói má vợ tôi nói má ơi. Kêu má luôn vậy đó hả? Không phải, kêu bằng gì. À, kêu gì vậy? Nói gì vậy, bây giờ con nói thiệt cái gì nha. Dì gả con gái cho con. Trời ơi. Nói thẳng luôn. Còn thương quá, dì gả cho con đi. Má vợ tôi nói mày theo bạn của nó mà tại sao giờ mày đòi cưới nó? Đúng rồi. Ngàn trái. Tôi mới nói thiệt chứ, tôi mới kể lại là tôi theo nó từ hồi 5 tuổi, mỗi hè tôi lên tôi đón mỗi hè đó 12 năm rồi. Bây giờ cái chỗ mà tò mò thành ra nó thương thiệt. Bây giờ cũng nhớ quá, con nói là con hứa, con nói cái gì nha. Con gặp á, xấu con cũng cưới là đẹp con cũng cưới, ngu si khôn ngoan thì con cũng cưới hết á. Con không có chê một chỗ nào hết trơn. Đầu óc của mình bây giờ chỉ cần biết cưới người đó thôi chứ còn không biết, không cần đẹp xấu gì hết. Trung thủy từ lúc chưa gặp mặt luôn đó. Cái tình yêu đó con cảm thấy nó mãnh liệt. Hay lắm á. Vì mới nói tao nói thiệt với mày nha mày, trước khi mày hỏi cưới tao nói cho mày biết, nó là gái Út của tao, nó không có biết làm một chuyện gì hết trơn á. Nó ăn rồi nó chỉ biết vòng em và con của chị nó đi chơi thôi à. Đó, mày nhắm nó được không? Tôi nói má ơi má đừng lo vậy đó, con không cưới thôi, con cưới về con bắp cho bất chấp nó, bây giờ nó dở cỡ nào con cũng cưới đó. Lúc mình nói chuyện đó có cô đứng kế bên không? Không có, đi rồi. Rồi gì là đồng ý không? À, vì nói thôi được thôi, bây giờ mày chịu cưới nó thiệt không? Không mà mày nói giỡn. Con không có nói giỡn gì đâu. Con nói một là một, hai là hai à. Bây giờ gì bằng lòng gả không? Bây giờ gì nói cho con. Cái đó, nghe mày nói vậy thôi được rồi. Tao bằng lòng gả cho mày đó. Thôi. Bằng lòng đi. Còn tại chỗ luôn. Ờ. Cái gì đầu với nó thôi được rồi. Bây giờ mày nói vậy để một tuần lễ tao thi nghĩ lại. Với tao hỏi ý đó. Dạ. Yeah. Nhưng mà tao không có ép nó nha. Nó yeah. Trước mày đó nha. Nó không bằng lòng mày ráng mày chịu. À rồi. Sau khi mà dì nghe lời chú nói vậy thì nói với cô sao? Về mẹ tôi nói là có mấy anh chị em tao bán gã hết, mày là Út. Tao sợ mai mốt mà tao có chết thì có lỗi với ba mày. Thôi ở được thì ở, ở không được thì ở với tao. Nít mà nghe má nói cảm động quá, nó vậy con chịu ưng. Ý nghĩ của em về tôi sao em nói cho anh Huyền? Đúng rồi, đúng rồi, cô nghĩ gì về chú chứ? Tự nhiên nói ưng là ưng vậy thôi đó hả? Dạ, ưng hồi đó, ưng đại là tại thấy ổng dạy mấy đứa nít học nhưng mà không có lấy đứa nào tiền hết trơn á, ở lối xóm mà. Vậy chứ ổng dạy mấy đứa toàn là đậu tú tài hồi xưa đó. À. Đậu nhiều đứa lắm á. À, chú dạy không lấy tiền luôn? Không, không lấy tiền đứa nào hết á, ở xóm mà. Tôi thấy ổng có cái nghề dạy học thì tôi mới chịu ưng chứ tôi xuống mà ổng không có dạy học chắc tôi cũng nói má ơi con không ưng đâu. Là thầy giáo cũng có cái thuận lợi ha, cô gái cũng có thuận lợi ha. Sau đó thì từ nào giờ tôi nói tuần lễ sao tao trả lời cho mày biết. Tuần lễ tôi lại má nói đúng tuần lễ chú lại luôn, tuần lễ chắc ngủ cũng được ha. Chưa biết có được ưng. Đúng rồi, lo đó, hồi hộp lắm, về nhà ngủ hồi hộp hoài, chắc không bằng lòng quá, cứ về cứ ngầm hồi hộp hoài. Tuần lễ sau lại má vợ nó giờ nó bằng lòng rồi đó. Trời ơi, má mày trời mừng quá trời, bỏ tôi chạy về nhà liền. Về nhà tôi kêu lấy tiền đi mua đồ bông với sắp giải, đưa sắp giải cho bên này cho nó may áo. Đồ bông rồi tôi cất để tới đám hỏi tôi đưa. Tôi nói thôi một năm sau hả cưới má, cái bà lòng mình chịu. Cái bà thấy nhỏ này đi ra đường mà thằng này lại đón, thằng kia lại đón chờ, thằng nọ lại đứa. Cái bà kêu tôi lại bây giờ thôi mày cứ gấp đi, tao không có thể giữ nó được. Nó đi chơi 20 tiếng đồng hồ mới muốn ăn nó bụng về làm sao tao nói chuyện với mày. Hả? Tao giữ nó trong nhà chứ đâu giữ nó ngoài đường được. Thôi được rồi, má nói vậy thôi. Rồi, tuần sau con làm đám cưới. Dạ. Má sợ là phải rồi, tôi không có chơi con gái. Sớm chơi chỉ có hai đứa à, chơi với con trai không à. Vậy đó hả? Ờ, chơi với con trai không à, không có quấn lộn. Chơi với con gái thì nó nhiều chuyện lắm. Cô ơi, như vậy là tới lúc đám cưới luôn cô vẫn chưa có tình cảm gì với chú hết. Vậy rồi cưới xong rồi cô có cho nắm tay không? Không,
mà bằng ngày thì nắm được mà cũng ngồi xích à, rồi tối ngủ dễ mộ gì để gối ngang nè. Khi mà mạnh đứa nào nữa ngủ thấy mỗi lần mà ổng khiều khiều ổng nắm tay vậy tôi ngồi dậy tôi đi ra trời tôi thức luôn. Dạ tức luôn. Thì chú coi sao chú? Cứ đi ông về. Ông năn nỉ kệ ông chứ. Sao tôi năn nỉ tôi nói cỡ nào nó cũng nghe. Năn nỉ sao chú? Nói bây giờ anh nhớ em 12 năm vậy, anh rất thương em. Rất đầu, tối về đêm đầu về ngủ lấy cái gối để trên giữa. Anh không được đụng qua tôi nha. Anh ai nấy nằm nha. Rồi tôi cũng vẫn vui lòng như thường tại vì mình thương quá ở chuyện đó. Thương nằm kế cũng được. Về ở với tôi là tôi thấy mừng quá. Dạ. Bây giờ cái vụ mà nắm tay thôi hôm không gì cái chuyện nó bình thường. Từ từ. Có định kéo gối ôm cất không? Không, kéo không lâu được, kéo ôm bỏ xuống. Bỏ leo xuống đất mà đi chỗ khác ngủ. Rồi bao lâu thì cái gối ôm nó mất đi? Để nói tiếp, anh cũng hơi sốt ruột. Thì sốt ruột dạ, quá. Dạ đúng rồi, con cũng sốt ruột quá. Cái gối gối ôm sốt ruột quá. Đó chứ, đòi anh trả tôi về, mẹ tôi anh không chịu trả. Anh nói anh cưới rồi, mà biểu anh trả anh đâu có trả. Ủa sao cô kêu đòi trả về là sao? Tại vì miễn có đám cưới thôi, cho má vô bụng thôi. Cái ý nghĩ đơn giản vậy đó. Nó bằng làm cưới với không có thương. Tại vì đâu có nói chuyện nhiều đâu mà thương. Anh dẫn em về trả cho má em đi. Hỏi thầy, anh với em lại quắc mà ở gì? Mình đâu có, mình đâu có quen biết gì đâu mà tôi lão quá, sao em ở với anh được? Phụ phàng quá, tao mới cưới về mà nói câu phụ phàng. Mà tôi không trả thì nó không dám về. Về má nó quánh á, má đuổi đi, má nói tao nó gã rồi. Mày rồi, tại sao mày còn trốn vậy? Rồi sao chú thuyết phục sao, lấy cái gối ôm đi. Rồi cái ban ngày tôi ngồi kế bên nó thì nó xích ra. Tôi ôm em ếch, cỡ ra. Tôi nói em là vợ anh mà làm vậy. Tôi nói giờ em là anh về em làm vợ anh nè. Anh kêu rót nước anh đó, em đưa nước, kêu nấu nước anh đưa nước, kêu giặt đồ em giặt đồ cho nó ăn. Thì làm vợ là vậy là đủ rồi. Trời ơi. Anh còn đòi hỏi gì nữa? Anh hiểu gì em cũng làm hết trơn rồi. Nhưng mà em không làm thì anh nói tại sao mày em làm vợ mà anh kha kêu là không làm. Giờ anh kêu gì em cũng làm hết trơn. Tối đi ngủ á, anh kêu ngủ thì em vô ngủ. Trời. Ban ngày em kêu đi tắm thì tới giờ thì kêu tắm anh ta. Làm vợ vậy là đủ rồi phải không? Cái lòng thương của mình nó quá mức rồi. Nói gì mình kể như bình thường không có gì hết trơn á. Bữa đó nó bệnh quá chở đi bác sĩ. Vô bác sĩ khám mà kêu cởi đồ nó không cởi. Chị tôi chỉ biết. Chị nói là nó còn gái nó mắc cỡ nó không cho cởi đồ. Cái về nó cũng học lại nó. Em còn con gái mà kia em cởi đồ mắc cỡ em không cởi. Thấy chuyện nó mạnh rồi chị mới để ý. Chị thấy tôi ngồi sát nó cứ thích ra. Tôi nắm tay cái gỡ ra. Cái có một buổi sáng đó tôi thức dậy trước nó còn nằm mùng nó ngủ. Tôi ra chị tôi chỉ kêu với nó vậy đó. Mày dẫn nó về mày trả lại cho má nó đi. Nó không bằng lòng ở với mày thì trả đi chứ mày để làm chi nữa. Tôi mới nói trả lời chị phải biết đó nha. Khó khăn lắm tôi mới cưới được con vợ. Chị biểu tôi trả là trả cái gì. Tôi hỏi chị chứ bây giờ nó ở với tôi, bây giờ nó không bằng lòng ở với tôi. Nhưng mà tôi cưới nó tôi ở với nó suốt đời chứ không phải tôi ở nó một hai bữa. Chứ có gì đâu mà phải trả nó. Trời hay quá. Rồi tới bao lâu? Thì để nói tiếp. anh lên đảnh cũng đánh cũng tò mò. Thì vợ tôi á, lúc đó nó nằm trong vòng, nó thức dậy mà tôi không biết. Tôi ngoài này tôi nói chuyện rồi nó nghe. Nghe nói chuyện bà chị đó. Nghe, nó không nói tiếng nào hết trơn á. Một bữa sau, tôi mới ngồi chung nó, chị tôi đi vắng ở nhà tôi lại ngồi chung nó. Nó nói, em bây giờ em làm vợ anh thôi được rồi, bây giờ em không đòi trả nữa. Bây giờ em sẽ chiều ra, chí ý theo anh, tất cả anh muốn gì anh cũng chiều hết. Trời ơi, tôi mừng quá trời, cái nên tôi nắm tay nó, tôi ôm, tôi hôn liền. Trời ơi. Lúc đó mà bao nhiêu dồn gấp nén lắm rồi. Gấp gáp lắm, bao nhiêu dồn nén, trời ơi. Công nhận chú phải kiên nhẫn thiệt luôn á. Con nghe còn không kiên nhẫn được, nói chi là chú. Chờ 12 năm rồi để được cưới rồi. Mà cưới xong á là hả, một tháng sau mới được ôm. Cô lúc đó tại sao cô nghe câu chuyện đó rồi cái cô thay đổi hoàn toàn vậy cô? Tại vì ông nói cảm động quá. Chồng mình đàng hoàng mà không phải bốc hốt như người khác. Đánh đập vợ tôi cũng thấy nhiều trường hợp lắm. Dạ. Chính chị tôi nè, động phòng á không chịu, cái chỉ quấn chiếu cái ông chồng liền xuống sông luôn. Cái tôi nghĩ thôi mình đâu có thảy với sông chắc cha mẹ mình bị cười. Cái thôi đó là thương giả thành thương thiệt, thấy tội nghiệp cái thương. Cái thương luôn, cái lúc đó là mấy không có để cái gối chặn nữa. Tại cho ông hung rồi. À,
Rồi sau đó bao nhiêu lâu mình có con như thế nào hả chú? Rồi 2 năm sau tụi tôi mới có con. À, con đâu lắm? Tại vì ở nhau được có 3 tháng đó tụi đi lính. À, vậy chú bị tai nạn như thế nào? Đập lưng đạn nổ. À, dạ. Đưa giò. Dạ. Tôi đi lính nhà đẻ anh đứa. À, tức là cô đẻ một người rồi chú mới bị tai nạn. Rồi tôi mới đi phép rồi về thăm, rồi tôi mới đi lại tôi mới bị ứa chữa đằng sau 4 tháng tôi mới bị thương. Dạ. 6 tháng đầu cái giò tôi nó nhức gì nè, đau quá tôi cứ ngồi làm như vậy suốt 6 tháng, suốt ngày suốt đêm vậy đó. Ở chừng mà giò hết đau rồi thì tôi nói em ơi thôi bây giờ hai đứa mình ở riêng đi, đừng ở chung nhau nữa, 5 năm sau mình hãy về ở lại nhau. Vợ tôi nó không chịu. Cũng sao kỳ chứ? Tại sao vậy chú? Tại vì bác sĩ dặn là cưa giò là phải cử không được gần vợ 3 năm, nếu mà gần vợ 3 năm là sẽ chết. Cô, vậy thì khi mà chú đi đó thì cô một mình nuôi con đúng không? Dạ đúng rồi. Đi bán. Hồi đó bài bán ngay ngã ba, bán ốc, bán hụt vịt. Cái lúc đó cô nuôi con vất vả thế nào, bán ốc bán ý hàng đêm như vậy đó hả? Ngày. Trưa bán tới chiều về nghỉ. 12 giờ tôi bán tới 4 giờ cái tôi nghỉ à. Rồi ai nhà chăm con? Đứa nhỏ thì ở cho chị đó. Tối ngủ mình mới khóc nhớ chồng. Lúc đó là cô đã biết là chú bị tai nạn rồi. Rồi đi ra ở với bên ông già chồng tôi á, ở ngoài Bà Rịa. Dạ. Tôi năn nỉ thôi em ơi em ở mình đi để anh đi. Anh đi anh không ở chung em nữa, 5 năm sau anh trở về ở với em. Nó không chịu, nó khóc quá trời. Nó nói thôi em ban ngày anh đi đâu đi tối về ngủ với em. Tôi nói không được, ngủ với em là anh chết đó nha. Đâu có nghĩ tới vụ cưa giò. Nó nghĩ hoài không chịu, tức mình quá. Bữa nó chiều để đi bán tôi, về tôi xé cái mùng làm đôi. Là chia đôi rồi. Xé cái mùng biết làm rồi. Đôi. Cái này bán tối về thấy cái mùng xé làm đôi, đâu có mùng đâu ngủ. Ôi lên chửi tôi quá trời quá đó. Chửi tưng bừng á. Tôi nói thôi tôi với em bây giờ hết rồi, không ở nhau nữa. Hai đứa mình chia tay đi. Chú không thể ở em được hết á. Sớm người ta cười chửi cũng anh em à. Nói vậy chứ đâu có dám nói là 5 năm về ở lại. Chỉ tôi với nó biết thôi. Bác sĩ kêu cử 3 năm, tôi đi tới 5 năm. Mấy bữa sau bà mà bé vợ tôi bà gặp, bà mắng tôi quá trời đó. Mày hỏi cưới tao gả con cho mày liền, tại sao bây giờ mày tự nhiên mày bị thương về nó cũng vẫn ở, nó đi bán nó nuôi mày, tại sao mày đi bỏ nó. Tôi nói ơi tại vì hoàn cảnh con phải bỏ vậy đó. Bây giờ con xin lỗi má trước, mai mốt con về con sẽ giải thích cho má biết, chứ giờ con không thể nói được. Nhưng mà chú ra Vũng Tàu đó rồi chú ra mấy năm? Tôi ra ngoài ở 5 năm. Đúng 5 năm luôn? Đúng 5 năm. Có liên lạc gì với cô không? Có. Ra ngoài cái bà dì tôi, bà hỏi sao mày ra đây ở. Tôi nói tôi thôi vợ. Trời ơi, vợ mày vậy mà mày bỏ hả mày? Cô vậy 5 năm đó cô sống thế nào hả cô? Không có ổng thì bằng đêm chỉ nhớ chồng thôi. Là khóc thôi? Khóc thôi chứ không dám tâm sự với ai hết. Đâu có bạn đâu tâm sự. Ba tôi nói bây giờ mày ở không làm chi, để tôi xin chỗ làm cho mày làm. Lúc đó tôi chống gậy đi, xin cho tôi đi góp tiền chỗ ở chợ Long Điền với bà Rịa. Cái tôi góp một tháng được 2.200, mới lãnh lương về tháng đầu bà dì tôi mới mày mua sữa mày gửi về cho con mày uống đi, để vợ mẹ trỏng nó đâu có tiền đâu đó. Cái tôi mua 2 hộp sữa 2.000 tôi đem về luôn. Vợ tôi nó mừng quá, tôi làm mỗi mỗi tháng tôi lãnh lương 2.200 tôi đem về cho nó 2.000. Trời ơi. Cô có nghĩ tại sao chú đi không, có đặt câu hỏi vấn dạ đề có hay? Chứ hai vợ chồng tối nói trơn à. Năn nỉ nó nói thì giờ anh tối anh đi ban ngày anh đi đâu tối về ngủ nghỉ đơn giản rồi mình đừng ngủ chung là được rồi. Tôi nói đâu không đụng đâu được. Thà không thấy, thà không thấy trước mặt. Có cái này đó trong phòng mà đều nói ra cũng hơi kỳ nha anh. Tối tôi khi giờ hết đau rồi tối tôi về tôi ôm bà, tôi dặn bà rồi em đừng cho tôi đụng tới em. Bà không chống cự, bà nói bà chiều tôi luôn mà. Tôi nói trời ơi tại sao vậy, bây giờ mình muốn à, tôi không muốn đi, tôi muốn ở với bà. Và thí dụ tối về tôi ngủ tôi ôm bà chống cự bà xô ra thôi em đừng tới em thì được rồi. Không cái này bà nói ru và rù luôn. Bà nằm im để cho mình muốn làm gì làm. Chắc lúc đó quên rồi. Lâu lâu mới về một lần như vậy thì nhớ chết lần sau mà chịu nổi chứ. Ráng chịu nổi. Ráng kềm hả? Không có cần, bây giờ mình không kềm thì mình chịu nổi. Tại vì mình biết rằng hết hạn rồi mình sẽ về ở vợ mình. Chuyện này, chuyện mà ăn ngủ với vợ đâu có gì đâu phải gấp gáp. Đúng rồi, từ từ, vợ 5 năm sau cũng được. Bây giờ 5 năm sau thì mình về ở lại, chuyện nó cũng đâu có gì đâu mà phải sợ. Phải nói con nể, rất là nể chú luôn á. Rồi sau đó mình trở về đoàn tụ gia đình. Từ đó đến nay luôn cô chú hả? Từ đó đến nay luôn. Rồi có lần nữa. Đúng hả? Trở về tôi ở lại á, tôi đi mua đồ ngoài hợp tác xã. Con nhỏ nó có 2 đứa con mà nó dữ dằn lắm. Ra hợp tác xã người nào nó động nó chửi tưng bừng hết trơn à. Dạ. Tôi thấy vậy tôi lại tôi nói trời ơi
bà gái dữ gần quá, ai dám lấy con. Tôi nói mà nó không chửi tôi, mấy người kia nói nó chửi. Thì mỗi ngày gặp thì cái tiền đó mỗi ngày gặp nói chuyện như vậy bình thường thôi, không có gì hết. Cái nó xuống nhà và nó lại nhà vợ tôi chơi. Bạn nhau mà, nó lấy chồng mà giống như không hạnh phúc á, tôi giúp đỡ nó lắm, chơi thân lắm, có gì cũng kể hết á, vợ chồng sao kể hết á, mà nó vô phước. Chồng nó đương ở với vợ vậy dắt về còn vợ bé, cái nó giận quá cái nó bỏ chồng nó cũng được mấy tháng rồi, cái nó nhảy xuống với tôi, nó biểu tôi là em thương chị quá mà chị thiệt tình nữa, thôi về em làm bé chị vô chịu không. Trời ơi, vụ vậy chứ vụ làm bé nó thiệt á, biểu tôi nhịn ăn tôi nhường hết, tôi nhường chứ vụ chia chồng tôi không chia đâu, nó thiệt, nó thẳng luôn á. Bạn thân đặt vấn đề vậy luôn hả? Hồi đó tôi ở cái chỗ nhỏ lắm, cái tôi ở riêng, tôi nói bây giờ anh mà bằng lòng á hả? Có để nó em bỏ một khúc rồi, em bỏ một khúc rồi. Nó nói à, cổ nói với vợ tôi, nó nói à, chị đợi nhà em với em, nói với má em một tiếng em cuốn đồ về ở với anh chị. Ờ đúng rồi, nó nói vậy á. À, lúc đó tôi không có tôi ở nhà. Thì là cổ thương chú dữ lắm luôn á. Cái cô đó rất là hài hước. Cổ có hai đứa không, con rồi. Nó thương thiệt á. Gặp mặt nó giỡn như vui thôi chứ mình đâu có ý gì cổ. À, lúc đó sau đó thì cô nói thì thế nào với cô? Không, tôi không có làm dữ mà cũng có ghen đâu. Dạ. Về hỏi chồng, hỏi anh ơi, anh có thương Nguyên không? Ừ. Cái ông nói bộ em khùng hả? Không, mà trong bụng tôi nghĩ là nếu ổng bằng lòng cho nhỏ đó về ở là tôi bỏ tôi đi, tôi không ở ổng đâu, nói thiệt, ổng con đi luôn. Ai nghĩ tôi là hai không người bao giờ đi tìm được con tôi với tôi á, nó thẳng luôn á. Tôi mới nói rồi, em ơi đàn bà hai con, nó cũng hai con, tôi bộ đâu có phải là ngu dại gì mà vợ mình hai con, mình lấy đàn bà hai con lấy làm gì? Tức phải chi chưa có con là được rồi. Phải nói mà còn gái 16, 17 tuổi nó nói được, còn nghe đỡ được một chút. Nhưng mà nó có hai con rồi. Câu chuyện của chú, cô chú rất là hấp dẫn luôn nha. Rất là hay. Đâu có tình tự lâm ly bi đát gì đâu. Dạ. Sống thực tế à. Cứ sống thật như thế, cái gì nó đến. Mà tôi nói vợ tôi, em ơi, tôi hứa là tôi không bao giờ lấy vợ bé cho tới chết. Dạ. Tôi thích đứa nào đẹp quá dữ, tôi rủ nó đi chơi, ăn uống rồi thôi chia tay. Có lần nào chú rủ đi ăn uống rồi chia tay chưa chú? Đâu có con nào chịu đi với thằng cục giò này đâu. Có đàn bà hai con nó mới chịu đi thôi. Cái đứa gái đâu có đứa nào chịu. Mình có vợ có con rồi nữa. Con mình bao nhiêu tuổi rồi cô chú? Hôm nay tôi bốn mấy rồi. Bốn mấy hả? Bốn mấy 50 rồi. Giờ đang làm gì chú? Nó chờ đi chạy xe ráp á. Nó có vợ đi theo vợ nó mất tiêu rồi. Nó ở mướn nhà đâu. Chưa có con Sài Gòn nhưng mà nó không có cho biết nhà. Ủa vậy đó hả? Cô chú là cuối cùng là mấy người con? Ba người con. Bốn người con chết người. Trên người còn ba người. Con lớn nhất là đang làm gì? Con lớn nhất nó làm hồ, nó theo vợ nó. Năm sáu đứa con. Dạ. Rồi còn con thứ hai. Thằng thứ hai à, nó lấy vợ nó ở Bến Tre. À, nói chung gia đình chú cũng nhiều sóng gió quá nha. Đúng rồi. Chỉ có cái hạnh phúc của cô chú nó thật đẹp đến ngày hôm nay thôi. Vợ chồng tôi cũng lận đận dữ lắm chứ. Dạ. Hiện nay cô chú làm công việc gì để sinh mưu sinh ạ? Vợ tôi giờ nó từ mà cách mạng vô tới giờ á, nó đi mua dây chai nó nuôi tôi. Rồi mấy năm nay à bà, 10 năm nay à, cái giò nó đau, cái thương đi không được nữa. Đi lương đi bằng gậy. Chống gậy cơ mà. Đi vô ra được. Tôi đâu có làm gì nữa. Ban ngày tôi ở nhà. Tối tôi đi xách xe đạp, tôi đi lượm dây chai. Cái nào nặng á tôi chở đi bán, còn cái nào nhẹ như mấy cái chai mũ té bại gì té bầm mình hết trơn luôn, bầm tự nhiên đi bán giấy nào nặng tôi chở đi bán. Chú chở xe máy á hả? À, chở xe đạp á, chứ mấy xe máy á. Xe đạp giờ chú đạp xe đạp luôn hả? Dạ đạp xe đạp, tối tôi cũng đạp xe đạp đi vòng vòng tôi lượm. Cô chú ơi, vậy thì cuộc sống của cô chú bây giờ á, cái mong muốn của cô chú là cái gì? Mong muốn của tôi hả? Nói ra các anh các chị không có người nào giúp tôi được, chỉ có trời giúp tôi được thôi. Sức khỏe không phải. Muốn tôi là hai chồng, tôi muốn là hai đứa chết chung một ngày, chết được một. Lấy khỏi người này sống lại cực rồi. Người này sống nhớ người kia. Người kia buồn khổ. Giận giận chứ cũng thương nhiều lắm. Có giờ cô chú ngồi khóc với nhau chưa? Khóc hoài gì? Chuyện đó bình thường. Rồi con cháu có về thăm không? Không, tụi nó đâu, nó đâu có tiền đâu nó về thăm. Dạ. Nhà hiện tại là cô chú đang ở nhà thuê à? Nhà ở đậu, không có ở đậu người ta cho mình ở. Tiền nước thì tháng có 50 rồi, tiền điện thì tháng trả 200. Đâu có xài gì đâu, có cái đèn với cái tivi cổ lũ sĩ đó. Tiền nào nó hư hả tính? Mà nó trúng chứng hoài à.
Có hồi bắt tin tức con cũng được. Tụi tôi nói đúng, ước muốn của tôi cũng dễ lắm. Hy vọng có được cái 32 inch coi vậy thôi chứ không ước gì nhiều hết trơn. Con sẽ tặng chú một cái tivi mới để cô chú xem. Dạ. Cho nó đỡ buồn. Dạ, cảm ơn người. Tôi thích coi tin tức lắm với hài á. Dạ. Với nhất là anh nấu ăn đó, lúc nào tôi cũng dạ. coi á, nói thiệt luôn á. Các bạn ở đây sẽ có nhiệm vụ là đem cái tivi đến tặng cô chú xem, như xem tivi để nhớ Quyền Linh với Ngọc Lan. Dạ nhớ. Hồi nãy giờ con cũng đang tính hỏi là không biết là cái ước muốn của cô chú hiện tại là như thế nào. Mấy đứa chút lấy hết tiền lương của chị gửi cho cô chú giùm chị, để cho cô chú để dành tiền đó. Chú con cũng sẽ có một phần quà để mà tặng cô chú. Mua thuốc. Hôm nay cô chú với tụi con có duyên gặp nhau. Thì con với Ngọc Lan cũng xin chia sẻ với cô chú những cái khó khăn đó. Và mong rằng sắp tới cô chú sau giữ gìn sức khỏe là được rồi. Hôm nay có món quà đặc biệt dành cho cô với chú. Xin mời cô chú hướng về màn hình. Hồi nãy anh cạo gió em xong rồi á, lát cột đồ đi em đi bán nha. Tối em ngủ đi không? Ngủ được không? Trời ơi, trời mưa đâu ngủ được đâu. Trời mưa nó nhức người gì đâu. Không biết, ngủ không được, không dậy kêu tôi cạo gió cho. Em quên á. Nằm im ru à. Từ đó tới chiều là không có làm gì hết trơn á. Em chỉ có đi vòng vòng xóm, hỡi ai có kêu lại lấy rồi không có là thôi. Tôi ở nhà tôi xé bao giấy vụn nè, vô bao lại, nó đầy bao mới đi bán được. Ngủ đây rồi còn kê gối. Ngủ ghế bón quen rồi. Khi nào mà, bữa nào mà thấy khó chịu quá đó, muốn nằm cho thẳng lưng thì trải chiếc chiếu dưới đất rồi xuống nằm một lát mà cho nó thẳng lưng. Hay là đêm thôi rồi cũng mấy bữa sau cũng ngủ ghế bón lại. Tối bữa nào mưa quá thì ở nhà, bữa nào không có mưa thì đi. Nhưng rồi tối hôm qua mưa quá thì ra ở nhà miết cho tới 9 giờ rưỡi. Gần 10 giờ mới đi, mà đi ở ngoài đường đâu có gì đâu lượm, toàn lấy mọi lợi mấy chú quán quen đó. Người ta cho chai, người ta cho giấy thùng rồi đem về thôi, chứ không có vui quá. Nhiều người đi lượm mắm lượm lại. Đi lượm ngoài đường ngày có 5-3 cái chai là làm gì bán được. Nhờ mấy cái tiệm tôi lại xin thấy vậy cho tội nghiệp, tôi cho. Đồ quý của tôi chỉ có tivi là tôi thấy quý thôi à. Để không có tivi là buồn á, hai chồng buồn nằm coi. Ba cái giấy này tôi biết sao tôi để dành lại, tại vì thùng này, người ta cho tôi là thùng nguyên không có rách. Tôi để lại đó để cho người ta trong xóm là người nào người ta dọn nhà, người ta lại tôi mua thùng về tôi đựng đồ để dọn nhà. Trẻ thì tối bữa nào hai chồng cũng chở nhau đi chơi, nhưng mà giờ mà từ ngày bả mập tới giờ không chở đi nổi. Lên hơn 70 kg luôn. Hai chồng ở nhà thôi à. Lúc đó bốn mấy 50 kg là không chở nổi. Có đi mua đồ mua gì hai chồng đi thì tương chiếc xe đạp, xe đạp bán chiếc xe đạp hai người đi lại mua rồi thì đi về. Hai chồng tôi thấy mình ở với nhau gì thấy cái êm đềm lắm. Con cháu đứa nào thích thì về thăm, không về thăm thì thôi. Nó có lông có cánh thì nó cứ bay, hồi đó tụi tôi cũng vậy. Cha mẹ tụi nó là lo cho tụi nó. Giờ tụi tôi già, tụi tôi chỉ lo hai đứa lo nhau thôi à. Tôi lo bả bệnh hoạn hay là bả lo tôi bệnh hoạn mạnh giỏi thôi chứ không có lo ai hết trơn á. Thành ra vợ chồng tôi sống thư thoảng lắm.
lại hai đứa mình đó. Nói thiệt với người Linh, vợ chồng tôi lấy nhau ở nhau không có phải như người ta mà tình tử bồ bịch gì chứ, nhưng mà sống rất bình thường, có đầu óc có lúc nào cũng không có suy nghĩ là ngày mai giàu hay nghèo hết chứ. Để một người có ăn có nhiều ăn nhiều, ít ăn ít, nhưng bữa nào tôi đi lượm tối khuya về không có tiền thì đổ mì gói ăn với cơm. Thật sự là một cái câu chuyện khá xúc động. Chuyện tình yêu của cô chú quá đẹp, cũng quá bất ngờ. Nhưng cuộc sống của cô chú thì nó không đẹp như tình cảm của cô chú. Điều này cũng thật sự là tiếc. Thôi bây giờ mình đổi không khí một chút. Hôm nay thì chú có viết gửi tặng cho cô một lá thơ. Con nghĩ đây là một lá thơ rất là đặc biệt. Đây là con sẽ xin mạn phép con đọc cho cô nghe. Em yêu mến, gửi em bé 5 tuổi tôi từng gặp trước đây. Em gieo cho tôi nhiều thương nhớ từ ấy. Đến khi gặp lại em thì em đã là cô gái 17 tuổi xinh đẹp. Mơ ước duy nhất đó là tôi muốn cưới em làm vợ. Em buồn vì để em thiệt thòi khi đồng ý yêu anh. Anh chưa từng làm điều gì bất ngờ cho em hết. Nhưng anh rất may mắn từ khi em bằng lòng lấy anh. Anh thấy lòng mình sung sướng. Bởi vì em là người vợ dịu hiền nên anh rất là yêu em. Anh không còn nghĩ đến một người đẹp nào khác. Anh chỉ thấy hai đứa mình ở với nhau rất là hòa hợp và cùng thương nhau thật tình. Em nói với anh, mình còn trẻ thì gọi nhau là anh và em. Em ước muốn anh và em sẽ gọi nhau như vậy cho đến trọn cuộc đời. Em yêu cầu mình, dẫu có giận nhau, dẫu có như thế nào thì vẫn gọi nhau là anh và em. Anh hứa anh không bao giờ kêu nhau là mày với tao. Gọi như vậy là thô tục lắm. Nếu gọi mày tao á thì hai đứa mình sẽ chia tay và lìa xa nhau vĩnh viễn, không bao giờ gặp lại. Yêu em, Huỳnh Văn Tế. Quá tuyệt vời chú ạ. Với chú thì lúc đầu á, chú kể chuyện tình của chú thì cô Linh rất là tự nhiên cứ mắc cười hoài luôn. Và có rất nhiều cái niềm vui. Nhưng không ngờ có một cái kết. Thật chất mà nói nãy giờ mình cũng kềm lắm. Gần như cuộc sống của cô chú không gặp nhiều may mắn ở cuối đời. 54 năm cùng đồng hành với nhau vượt qua nhiều khó khăn. Một mối tình đẹp, phải nói là quá đẹp. Cảm ơn cô chú rất là nhiều về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Hy vọng là món quà của Quỳ Linh với lại Ngọc Lan gửi tặng cho cô chú đó sẽ là một cái niềm vui. Chúc cô chú thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bây giờ thì con xin thay mặt cho chương trình kính tặng cô chú một phần quà hỗ trợ cho sức khỏe của mình. Đây là sản phẩm của Alabio vừa qua nỗi sợ đái tháo đường. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình.